Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất thuộc về Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Tổng diện tích của mảnh đất này là 360m², mặt tiền đường là 12m, sâu vào 30m và có 100m đất thổ cư. Và lô đất của chúng ta thì ra đường quốc lộ cũng rất là gần nhé. Chúng ta ra đường quốc lộ cũng chỉ rơi vào khoảng độ là 100m là chúng ta đã ra đường quốc lộ nhé. Và chúng ta xuống trung tâm thị trấn huyện Chư Sê cũng chỉ rơi vào khoảng 3 cây số là chúng ta đã xuống trung tâm thị trấn huyện Chư Sê nhé. Và khu vực đây thì dân cư rất đông đúc, mà khu vực đây thì đường bàn cờ dày đặc nhé. Và bây giờ xin mời anh em hãy hướng ra màn hình phía trước để mình quay chi tiết lô đất và mình giới thiệu cho anh em. Lô đất của chúng ta nằm ngay trên con đường Trần Quang Khải anh em nhé. Và cái miếng đất của chúng ta là ra đến cái chỗ ngã tư ở kia kìa, cũng chỉ khoảng độ 30m là chúng ta đã đến ngã tư. Và chúng ta hất ngược lên 100m là chúng ta đã ra đến đường quốc lộ 14 nhé. Con đường Trần Quang Khải này, đường con đường rất là rộng anh em ạ. Đây là từ cái ranh giới bên này và sang đến ranh giới bên này. Đấy, đường rất là rộng và thoáng mát. Và khu vực đây thì dân cư ở rất là đông đúc nhé. Và cái miếng đất của chúng ta là có cái ranh giới từ cái trụ bê tông đây này, người ta trồng chuối này, và sang tới bên này. Đấy, sang tới hết cái hàng chuối trụ bê tông bên kia là 12m và đi sâu vào là 30m và có 100m đất thổ cư. Và miếng đất của chúng ta đã rào hết xung quanh này nhé, đã làm hàng rào ranh giới ắt giáp. Và cái miếng đất này thì giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 130 triệu một mét nhé. Và có bao sang tên và thương lượng cho anh em. Và từ vị trí này chúng ta ra đường quốc lộ 14 cũng chỉ rơi vào khoảng 100m nhé. Và chúng ta xuống trung tâm thị trấn huyện Chư Sê rơi khoảng 3 cây số. Đây, chúng ta qua cái hướng bên tay phải của mình, đây cũng là con đường Trần Quang Khải, ra đến bên kia cũng là một ngã tư. Cái miếng đất của chúng ta nó rất gần hai ngã tư, gần nó nằm giữa hai ngã tư nhé, rất thuận lợi. Và khu vực đây thì như anh em nhìn thấy là dân cư này, dân cư ở rất là đông đúc. Và xuống đây một chút nữa là có một con đường. Đấy, nó khu vực này đường bần cờ dày đặc anh em ạ. Đấy, dân cư. Mình xin nhắc lại cho anh em một lần nữa nhé. Miếng đất này có tổng diện tích là 360m², mặt tiền đường là 12m, sâu vào 30m và có 100m đất thổ cư. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 130 triệu một mét nhé, có bao sang tên và thương lượng nhẹ cho anh em nhé. Và cái miếng đất của chúng ta nó có cái hướng tây anh em nhé, cái hướng tây. Bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Đây, đây là cái vị trí lô đất mình giới thiệu cho anh em nhé. Nó nằm ở song song giữa hai ngã tư. Và chúng ta đi ra đến ngã tư đây, rồi chúng ta đi ra đến quốc lộ 14. Đấy, cũng rất gần thôi. Thì nó chỉ rơi vào khoảng hơn 100m từ bên này và sang ngã tư này mà ra đường quốc lộ 14, nó chỉ hơn 100m. Và như anh em nhìn thấy trên màn hình vệ tinh này, khu vực đây thì đường bần cờ dày đặc anh em nhé. Đấy, đường bần cờ rất là dày luôn. Đấy, chúng ta ra đến xong nó sang cái đường Trần Khánh Dư này, cũng là đường bần cờ. Ở đây là một cái lô đất nằm trong cái khu vực ô bần cờ anh em nhé. Và từ vị trí đây thì mình sẽ kéo xuống trung tâm huyện để mình đo cho anh em là từ vị trí là xuống trung tâm thị trấn huyện nó khoảng bao nhiêu cây số nhé. Này, anh em nhìn thấy con đường quốc lộ 14, khu vực đây thì buôn bán kinh doanh khu vực này rất là đông đúc và sầm uất ở khu vực này. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo xuống trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Đây, xuống đến đây. Xuống đến đây nữa là công viên này, bên này là công viên Phạm Văn Đồng anh em nhé. Đây, công viên Phạm Văn Đồng. Rồi bên đây nhé. Và bên đây đó là sân vận động. Đây, bên này là sân vận động của huyện Chư Sê nhé. Và xuống đây chúng ta đã xuống trung tâm rồi. Đây là khu vực trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê nhé. Là cũng chỉ rơi vào khoảng 1,5 cây số anh em ạ. Đấy, 1,5 cây số là chúng ta đã xuống khu vực trung tâm. Như anh em nhìn thấy trên màn hình vệ tinh này, khu vực đây thì trung tâm, khu vực đây thì dân cư ở dày đặc này, đường bàn cờ chằng chịt ở khu vực này như anh em nhìn thấy này. Đấy, cái địa hình của Chư Sê khu vực trung tâm này nó rất là rộng và bằng phẳng anh em nhé. Rồi tiếp tục là mình sẽ kéo xuống đến đây.
Khu đây nó là ngã ba của thị trấn huyện Chư Sê nhé. Mình xuống đến ngã ba thị trấn huyện Chư Sê, nó rơi vào khoảng 2 cây rưỡi số nhé. Đấy. Và ở đây thì có hai con đường quốc lộ này, quốc lộ 14 này. Quốc lộ 14 thì chúng ta đi ra ngoài ngoài Bắc và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên này quốc lộ 25 nhé, quốc lộ 25 thì chúng ta đi về Phú Yên và chúng ta qua Nha Trang. Và ở trung tâm này thì gồm có bên này là siêu thị Copmark này, bên này là chợ lớn này, đấy. Bên này là điện máy xanh này, và bên này là công viên Cà Bán Lơn anh em nhé. Và tất cả cơ quan ban ngành trường học đều nằm khu vực này. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một lô đất nằm ngay trên con đường Trần Quang Khải thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946 980 644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.